Hồng Hân bị chê trách vì làm hòa với chồng sau tuyên bố ly hôn. Hồng Hân và Trương Đan Phong thông báo đã hóa giải hiểu lầm, hàn gắn hôn nhân sau khoảng thời gian mâu thuẫn. Quyết định này khiến nữ diễn viên bị khán giả chỉ trích, quay lưng. Ngày 13 tháng 5, Sina đưa tin Hồng Hân chia sẻ không ly hôn với ông xã Trương Đan Phong. Nữ diễn viên xin lỗi vì đã làm phiền công chúng. Cô thừa nhận đã có hành động nóng vội, sai lầm trong lúc mất bình tĩnh. Theo nữ diễn viên, sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, gần đây, vợ chồng cô đã bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết hiểu lầm. Nhận thấy tình cảm vẫn còn, mâu thuẫn chỉ là chuyện nhỏ, cả hai quyết định hàn gắn. Hôn nhân của chúng tôi vẫn tốt đẹp, Hồng Hân chia sẻ. Bên cạnh đó, Hồng Hân khẳng định việc vợ chồng cô xích mích không liên quan đến trợ lý Tất Oánh. Nữ diễn viên cũng cho biết các tin tức về việc Trương Đan Phong gian díu với trợ lý, bỏ bê vợ con hay cô bắt quả tang chồng ngoại tình đều không đúng sự thật. Tuyên bố của Hồng Hân khiến công chúng tức giận, quay lưng với nữ diễn viên. Họ chỉ trích cô xem hôn nhân và cảm xúc của khán giả như trò đùa. Nhiều người còn nghi vấn Hồng Hân cùng chồng và trợ lý Tất Oánh bắt tay dàn dựng vụ việc, tạo chiêu trò để gây chú ý. Thông báo ly hôn Trương Đan Phong được Hồng Hân đăng tải vào 3 giờ sáng mùng 1 tháng 5, không lâu sau đó. Tài tử Hoa Thiên Cốt lên tiếng xác nhận đổ vỡ với Hồng Hân nhưng với phản ứng bất lực, không thể khuyên ngăn được vợ. Giữa lúc hôn nhân của cặp sao là tâm điểm bàn tán trong dư luận, Tất Oánh có bài viết tiết lộ Hồng Hân, Trương Đan Phong xảy ra tranh chấp nhưng không ly hôn. Đáng chú ý, Tất Oánh là người vướng nghi vấn ngoại tình khiến gia đình Hồng Hân tan nát. Tin tức trái chiều đến từ phía vợ chồng Hồng Hân, Trương Đan Phong, Tất Oánh khiến truyền thông khó hiểu. Quy Quy thậm chí có bài viết phê bình cách ứng xử mập mờ, không nghiêm túc và như trẻ con của vợ chồng nữ diễn viên Hồng Kông trong chuyện tình cảm. Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông một thời. Cô cùng Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân là tứ tiểu hoa đán thập niên 1990 ở showbiz xứ Hương Cảng. Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi, Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên. Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên có Nguyên Trấn Hiệp, Bay Qua Tang Thương, Hắc Phong Trại, Như Lai Thần Trưởng Tài Chiến Giang Hồ. Cô kết hôn với Trương Đan Phong vào năm 2009. Những năm qua, mối quan hệ của vợ chồng sao nữ gặp trục trặc vì người thứ ba được cho là Tất Oánh.